nghỉ luôn, ngăn luôn, ngồi quá. Rồi. Nghỉ lâu lâu ngăn chưa nha. Nghỉ lâu thiệt. Thiệt là lâu nha. Ba trẻ nha. Khi đẩy em bé hả? Ừ. Sao nóng vậy vậy? Ê Lân, đuôi vẽ con chó hả? Ngồi im, có vẽ nè. Mẹ con ghẹ cái lầu lâu á. Vậy vô ngủ quá à nè. Bằng này ngủ quá xíu còn xong rồi. Vậy mà chút xíu. Anh Dân. Nó nhiều cắt mỏ vậy.
ba lúc nào cũng đẻ kỳ cục à. Kỳ cục gì? Ba đẻ sao kỳ cục quá vậy? Sao ba đẻ kỳ cục quá vậy? Gì kỳ cục? Nè. Đợi chưa xong mà, mới đẻ xong rồi mới. Cái đầu lâu nữa hả? Đẻ lên nột quá rồi à. Tụi đâu nè em không? Ấy. Đừng có dùng cái tay sao mà vậy? Không chưa. Chưa ông ơi, đợi xíu ông ơi. Chưa nữa hả? Đẹp ơi, nổ quá rồi à. Để tay ra. Mẹ nó quá. Không cháu. Ngồi 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 đó. Rồi. Lại con cơm rồi chị. Giờ này nấu đang mới bắt được cơm đây nè. Đi rồi. Cái này là cái dầu lâu nữa hả? Đúng rồi, lâu lâu. À, cái dầu lâu kia kìa. Thấy chưa? Thấy rồi nè. Đây thì bông hai đâu? Bông hai ở đây đâu? Ờ. Nhanh đi nha. Ừ, nhanh nè. Trời ơi. Sắp sầu đu xù vậy. Đó, sắp xong rồi hả? Xong rồi sẽ đi nha. Không có vậy tôi nữa nha. Ngột lắm á nha. Biết rồi nha, nó nhiều quá nha. Tao có mát đâu. Ngồi im. Nổ hả? Nào có mất nha. Thôi sao ba kỳ quá vậy? Rồi xong. Tô nó xong rồi. Mẹ con bận xong cái rượu dâu rồi nha, cho mẹ sợ luôn nha. Mẹ không chưa. Thank you.
vậy. Chú lấy dùm con chú. Đứng ơi. Nét tô không? Hả? Nét tô chứ. Cứu cứu mẹ gì? Chăm hành cho nó rồi nhé. Cái gì em? Nét tô quá chị. Nét tô. Nét mà để tô giống như gọi là nó tròn á chị. Nét tô. Nét tô là cái nào ta? Cái nào vậy? Rồi là đi nét là khác nha, còn này là nét để tô nha. Nét mày? Nét tô chứ. Nét tô, nét tô. Rồi S á. Là tròn không chú? Nó tròn. Nó tròn á. Rồi S á. 5, 5, 7, 9 lấy cái nào? 7 á. 7. RS, RS năm đi nào. Đúng rồi, RS đó. RS hay RL? RS, RL là nét đi nét. RS, RL. RS là tô. Chính đi, nó chính đi. Đó tô luôn, nét tô luôn. Hello. Chứ mà xíu tô đi nào. 7 á, có 7 luôn. Để tiếp tục nhau với xong này. Ừ, xong rồi có. Con bự quá hả? Ờ. Cái bờ quá dở rồi. Tao bà đẹp con chó luôn á. Con chó nữa. Nó lẻ con... ba lẻ đi con ngào. Ừ. Ba con bé đẹp. Ra hoa. Ha hả? Hai đâu có gì đẹp đâu. Để trên địa bàn nghỉ đẹp. Ừ. Chết rồi đó. Tô đen cũng được mà tô màu cũng được đó, rồi S đó. Dạ. Tô giống như tô, giống như cái hình như tô cũng được. Đúng không? Giống như cái hình như tô đúng không? Nè, giống như cái mảng như đây nè. Mình giống tô bằng cái nét này đúng không? Ờ. Nó tô, giờ tôi nó tô bằng cái kim nó nhiều không? Dạ. Thôi. Gãy đỏ tay này ông. Nó hả? Chứ không rồi, nhưng mà nghe tâm thân nó hả?